Giới thiệu với các bác cây xanh Nam Điền của em nhé. Bác nhìn thấy cái thân của tôi, cái thân với lại cái bệ của nó thì nó bình thường thôi. Nhưng cái tay tán của nó thì tôi rất thích, đặc biệt là rất nhiều quả. Bác xem nhé. Đấy, các bác thấy phấn khích khi xem những cái quả này không? Các bác này, có hai loại quả nhá. Khi mà nó mới ra thì nó xanh xanh á, sau là nó vàng và sau nữa là nó chín tím thẫm và căng mọng luôn. Bác nhìn đây, bác nhìn cái quả này nhá, to bằng không còn gì nhỉ, quả rất to, nó to hơn những cái quả bình thường rất là nhiều khi mà chín nhá. Đấy, nó gần bằng cái đầu ngón tay út của tôi. Đấy, bằng đầu ngón tay út tôi, khá là to đấy. Đây, có những cái quả này như này, cảm giác như là chín, nó sưng, nó rất to, nhìn rất đẹp mắt các bạn. Đấy, bác nhìn nhé, em đang cho nó bám lên một hòn đá nhưng mà mới trồng mà, mới cho lên bệ, chưa chưa có kiếm được cái ang nào nó hợp lý, mới có cái sẵn cái ang không này thì em trồng luôn. Còn sau này nó bám đá em sẽ để bỏ đất đi lội hòn đá ra nhá. Đây, các bác có nhìn cái những cái quả nó rất là nhiều, rất nhiều quả. Đấy, rất nhiều quả. Đấy, cái phần phía sau của nó đợt trước em trồng để nó hơi bị thiếu ánh nắng cho nên là tán nó hơi kém hơn, sắp tới là phải làm lại. Còn phần mặt trước với lại thì ổn rồi, quả thì khỏi phải bàn. Nam Điền chính gốc đấy. Đấy, quả này rất nhiều quả các bác, rất nhiều quả. Đấy, bác thấy ổn không? Trừ cái bệ ra thì ổn các bạn. Chỉ tiếc cái là thiếu bệ. Không phải thiếu mà bệ nó chưa đẹp. Chùm quả chín này. Đấy, tán thì khá ổn rồi. Làm lại phía bên bên này một chút thôi. Đấy, mà nhìn thấy ok không? Sắp tới là giấc mơ của một vườn bonsai là ok đấy ạ. Sau một lần đi khai thác sim về thì vườn bonsai thì không còn là xa vời nữa rồi, chỉ thiếu tiền mua chậu thôi. Đấy, khai thác được nhiều nỗi mà không có tiền mua chậu các bạn. Đấy, đấy em quay cái bệ của nó thì nó kém thì em nhận luôn là nó kém rồi. Các bác nhìn cũng quay để các bác biết bệ dễ là khá kém, tay tán thì tạm được, tay thì tạm được, tán thì ổn, thân thì bình thường. Đấy, nhưng mà được cái tay tán nó kéo lại. Cái hai thân mà làm kiểu này thì đúng là tối ưu rồi, tối ưu cho cái thân cái cây này rồi. Em không muốn sửa lại. Đấy, nó có cái cành à, buông xuống khá ổn. À, chỉ làm tán thôi. Bệ rễ thì theo thời gian nó sẽ ok. Các bạn. Quay lại cái quả này. Đấy. Đấy, mấy đứa cháu nó cứ thấy quả đẹp nó cứ vào nó vặt đi, chứ không có người nó nhiều lắm quá. Em không có ở nhà để mà trông bạn chả giữ nó làm gì. Đấy,
Ok, các bác comment góp ý cho em nhé. Xin cảm ơn các bác.